của Đinh Thanh Bình. Hôm nay đi coi con trai thi đấu và con trai đã ghi được một bàn thắng có giá trị về mặt tinh thần rất lớn. Bye bye, see you. Đỡ chưa, đỡ chưa? Về xịt, lấy mấy cái Star Balm xịt. Ok bồ, cố gắng trận Đà Nẵng. Xe anh để ngay vùng binh, để giờ ra lấy. Đây nè, khóa đây. Đi, thì ra đó lấy luôn. Anh có đi ai không? Randall. Hello. Áo đẹp thế, quá chuẩn luôn. Huấn luyện viên trưởng của hai đội bóng và các phóng viên báo chí truyền hình và phòng họp báo xin trân trọng cảm ơn. Rất cá tính trên sân và cũng rất lịch sự. V-League đang có hai huấn luyện viên có thể nói là rất là tuyệt vời. Tôi biết đam mê đời chịu nhiều sóng gió. Tôi biết đam mê đời còn lắm gian lao. Dành phút suy tư làm chẳng bước đôi chân. Quả bóng bay lên một trời trái tim mong chờ. Tình yêu bóng đá luôn cháy trong tôi người ơi. Hoàng Anh vô núi đôi bóng tôi yêu cả đời. Niềm tin chiến thắng theo từng bóng con tim chờ mong. Tay trong tay ta cùng tỏa sáng vinh quang Việt Nam. Bằng tình yêu bóng đá, ngàn gió cao nguyên hòa nhịp với con tim. Bao khát tương lai gửi vào biết đôi chân. Qua ngày ta lái cho tôi ôm trọn ước mơ. Tôi biết đam mê đời chịu nhiều sóng gió. Tôi biết đam mê đời còn lắm gian lao. Giây phút suy tư làm chậm bước đôi chân. Quả bóng bay lên một chiều trái tim mong chờ. Tình yêu bóng trận đấu quá hay của thầy trò huấn luyện viên Popov ngay trên sân Pleiku.
nhân bị làm sao ta? Hôm nay là một trận đấu có thể nói là quá hay. Khán giả có thể nói là mãn nhãn. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Popov ở hiệp 2 có thể nói là mang lại rất nhiều hiệu quả cho Đông Á Thanh Hóa. Thái Sơn vào sân và đá rất hay, Lâm Ti Phong cũng vậy. Hello anh. Dạ, em chào anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.